Cùng đến với đoạn đầu tiên nha mọi người. Kéo tay đưa hông. Tương tự. Hai. Và ba. Và bốn. Đúng rồi, để hông lên. Năm. Và sáu. Và bảy. Và tám. Tiếp theo, đẩy ngược lên. Phải. Và xít. Và hai tay đẩy ngang. Đưa ngược một vòng từ phải lên. Và chắc. Và tiếp theo, tay che miệng cho mọi người. Hơi nhún chân xuống và đẩy hông ra sau. Một. Hông về. Hai lần. Và lần thứ ba. Tiếp theo, và chạy tại chỗ. Động tác tiếp theo, đưa một chân lên, đổi trụ. Hai tay lên em. Vòng ngược từ trái qua phải. Hai lần. Ok. Phía trước tương tự. Bên này. Hai. Vòng. Phía trước. Và mở chân. Đi ở giữa. Hai. Vòng. Và ok. Mọi người cùng tập lại từ đầu đến cuối mình nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,